22 nhà xuất bản Kitô giáo tham gia hội chợ sách quốc tế ở Cairo. Ít nhất 22 nhà xuất bản có liên hệ với các giáo hội và các tổ chức giáo hội ở Ai Cập trưng bày sách và các sản phẩm biên tập tại hội chợ sách quốc tế lần thứ 52 ở Cairo. Trong số các gian hàng của các nhà triển lãm Kitô giáo, nổi bật là gian hàng của Đan viện Chính thống giáo Copt ở San Macario và của Trung tâm Văn hóa Francisco của Giáo hội Công giáo Ai Cập giới thiệu 18 ấn phẩm mới tại hội chợ, trong đó có một số ấn phẩm về Đức Trinh Nữ Maria và các truyền thống tu đức của các giáo hội Copt. Sức sinh động của các giáo hội Ai Cập trong lĩnh vực xuất bản và truyền thông. Sự sống động của các giáo hội và các cộng đồng giáo hội hiện diện ở Ai Cập từ lâu đã được thể hiện qua chất lượng và số lượng các sáng kiến được cổ võ bởi các tổ chức giáo hội khác nhau trong các lĩnh vực xuất bản và truyền thông. Sự hiện diện của một số lượng đáng kể các nhà xuất bản Kitô giáo tại hội chợ sách quốc tế được tổ chức ở Ai Cập khẳng định một cách hùng hồn sự sẵn sàng hành động của các nhà điều hành trong lĩnh vực này và không khuất phục trước cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xuất bản đang trầm trọng hơn trong những năm gần đây bởi đại dịch. Trước đây, không gian triển lãm của giáo hội chính thống Copt ở Cairo đã nhiều lần tổ chức hội chợ sách Copt, một sự kiện văn hóa đôi khi có sự tham gia của 40 nhà xuất bản trực thuộc Cộng đoàn Giáo hội bản địa. Hội chợ được tổ chức tại Cairo, đại diện cho hội chợ sách quốc tế lớn nhất và lâu đời nhất được tổ chức trong thế giới Ả Rập. Hội chợ thường được tổ chức trong tháng 1. Năm nay do đại dịch nên việc khánh thành trung tâm triển lãm bị hoãn lại đến ngày 30 tháng 6.